mà có nhiều người giáo dân hỏi tôi, thầy, không lý mình từ khỉ mà ra thầy? Thì tôi mới cười cười, tôi hỏi, anh em có tin không? Anh em có tin mình là bởi khỉ mà ra không? Làm sao được thầy, mình khác khỉ khác mà. Nhưng mà giải thích không được, bởi vì người ta cứ nói theo cái định luật tiến hóa của Darwin thì chứng minh là con người bởi khỉ mà ra. Và nếu gọi là một định luật thì tất cả nó phản ứng theo cái quy luật của nó. Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày làm phép, cái ngôi nhà thờ Vạc là một công trình biểu tượng của đời sống đức tin người Công giáo. Hay nói lên, có thể nói rằng cái ngôi nhà thờ là nơi quy tụ những người tín hữu để cùng nhau sống đức tin. Và cũng nhờ đức tin này mà dẫu cho cái ngôi nhà thờ nó có bị đổ nát vì bất kỳ lý do gì, thì những người tín hữu cũng cùng chung tay để xây dựng lại cái ngôi thánh đường, để có nơi cho tất cả mọi người đến thờ phượng Chúa và chia sẻ đời sống phụng vụ với nhau. Trong ngày đặc biệt này, chúng ta lại nghe lời Chúa nói về lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô. Anh chị em có nghe lời của Thánh Phêrô tuyên xưng rõ ràng không? Chúa Giêsu hỏi, người ta bảo con người là ai? Thì các môn đệ trả lời, đó là Giê-rê-mi-a, là Ê-li-a hay là một vị tiên tri nào đó. Bởi vì cái từ con loài người là xuất phát từ trong sách Đa-ni-ên, nói về một người được sai đến từ trên để làm việc, để nói về Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu hỏi thêm các môn đệ, còn chúng con bảo thầy là ai? Thì Thánh Phêrô không ngần ngại để thưa lên, lạy thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế thì cái lời tuyên xưng này nó có gì đặc biệt không? Chắc nó phải đặc biệt thì Thánh Matthew mới ghi vào trong tin mừng của Ngài. Tôi lấy ví dụ, anh chị em đi với bố mẹ của mình, và nếu mà ai hỏi anh chị em ai đó, và anh chị em trả lời, đây là bố tôi, đây là mẹ của tôi. Mà nếu cái bình thường một đứa con mà nó nhận người bố, người mẹ là bố mẹ thì đâu có vấn đề. Nhưng có những trường hợp mà người ta phải công nhận là cái người này can đảm. Tại vì có những người không dám nhận bố, nhận mẹ của mình. Người ta kể chuyện ở bên Nam Phi, có một cái cô ca sĩ rất là nổi tiếng, nhưng mà bởi vì gia đình của cô ta nghèo thì cô ta sống ở thủ đô. Thì có một lần mẹ cô lên thăm, thì ca sĩ nổi tiếng mà, trên bạn bè nó toàn là cái giới quý tộc, những người giàu có. Thì khi thấy người mẹ ăn mặc rất là tầm thường đến hỏi để gặp, thì người ta mới nói có một cái bà muốn đến gặp chị. Thì chị này chị hỏi ai, chỉ ra thì thấy mẹ của mình, nhưng mà cô này không dám nói là mẹ, sợ mắc cỡ với bạn bè. Cho nên đây là cái bà giúp việc nhà tôi đó. Nhưng mà cho đến khi cái người mẹ chết thì cô ta về không kịp. Lúc cô ta về đến nơi thì cái lễ tang của người mẹ vừa xong, và người ta đưa ra khỏi nhà thờ để đem đi chôn, thì cô này khóc lóc quá sức, ân hận vì mặc cảm với bạn bè mà mình không dám nhận người đó là mẹ của mình. Hoặc là có những trường hợp mà nhiều khi mình cũng rất khó để nhận cái người bố, người mẹ đã sinh ra mình
là người mẹ, là người bố. Ví dụ, tuần vừa rồi tôi thấy người ta đưa lên mạng có một cái đám cưới ở trong miền Nam. Và trong cái ngày đám cưới thì phía bên đàn gái cho cái đôi tân hôn 200 lượng vàng. Mở cái khay ra 200 lượng vàng 4 số 9. Rồi phía bên đàn trai thì cũng mở cái tráp ra để cho cái đôi tân hôn là 30 cái sổ đỏ. Thế thì tôi thấy người ta giàu như thế, thì tôi đặt vấn đề, nếu cái anh con trai đó mà bố mẹ không có, mà lấy phải cái cô vợ mà gia đình giàu, thì đó là một cái điều may mắn. Và khi bên kia họ đưa ra 200 cây vàng, mà nhà mình chạy hết được có một cây, anh dám đưa ra một cây trước mặt đàn gái và bá quan văn võ không? Các ông bà nghĩ là anh này dám không? Có dám không? Nếu mà dám thì anh là một người đàn ông bản lãnh. Anh biết gia đình mình như thế nào. Mà bởi vì anh ta với cô đến với nhau vì tình yêu thực sự, thì cái tương lai nó nằm ở phía trước, chứ không phải là trong lúc này. Cho nên bây giờ tôi còn nghèo, nhưng mà với cái cố gắng của tôi sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho người vợ của tôi. Cho nên anh chị em thấy, có những lúc để nhận cái hoàn cảnh của mình, nhận cái người bố, người mẹ của mình, nó không phải đơn giản. Và vì thế cái bối cảnh của bài tin mừng á, thì anh chị em thấy thế này. Khi Chúa Giêsu với các môn đệ đi đến cái thành Caesarea Philippi, để dễ hiểu á, thì anh chị em hiểu này, cái nước Do Thái nó như thế này. Và trên đầu nguồn, ở trên đầu phía bắc của nước Do Thái á, thì nó có cái ngọn núi. Và từ ngọn núi nó chảy ra ba cái dòng suối. Rồi ba dòng suối nó hợp lại thì nó thành cái con sông Giô-đan. Và sống ở một đất nước sa mạc khô cằn, mà nơi nào có nước là có sự sống. Cho nên đối với người Do Thái, cái ngọn núi đó rất là linh thiêng, bởi vì nó đem lại nguồn sống cho cả cái vùng đất Palestine. Và vì thế khi người Roma họ chiếm cái nước Do Thái, thì họ cho xây dựng ở đó một cái đền thờ rất lớn để tôn thờ Hoàng đế La Mã, tức là Hoàng đế Augusto. Tôi không biết là ngày xưa cái đền thờ nó to cỡ nào, nhưng mà khi tôi đến thăm thì cái nhà thờ nó sập rồi. Nhưng mà cái những tảng đá mà để xây nhà nó còn to lắm. Tức là hồi xưa cả một cái công trình này rất là vĩ đại, hoành tráng. Thế thì Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến đó, thấy người ta bái lại trước tượng thần Augusto, trước các cái vị thần của người La Mã. Thì Chúa Giêsu là một người Do Thái, không có tiền, không có bạc, không có danh vọng, thì có đáng là cái gì? So với Hoàng đế Augusto, so với các vị thần của người La Mã. Và trong bối cảnh đó thì Chúa Giêsu mới hỏi, người ta bảo con người là ai? Và các tông đồ trả lời, đó là Giê-rê-mi-a, đó là Ê-li-a, hay là một vị tiên tri nào đó. Cũng may á, chứ không sẽ trả lời con người đó là Hoàng đế La Mã đó, hoặc là con người đó là cái vị thần nào của người La Mã. Nhưng mà các môn đệ rõ ràng đặt mình ở trong truyền thống của Kinh Thánh, của các tiên tri. Cho nên khi nói về con người là một vị tiên tri nào đó. Và Chúa Giêsu hỏi, còn các con, thì con bảo thầy là ai? Làm sao mà có thể gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa khi đứng ở bên cạnh một cái đền thờ, người ta tôn thờ vị thần La Mã
một cách hoành tráng, sang trọng. Thế mà Thánh Phêrô vẫn nói: lạy thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nếu mà người ta hỏi Thánh Phêrô: tại sao anh lại tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống? Anh giải thích cho tôi nghe. Tôi nghĩ có lẽ Thánh Phêrô cũng không đủ khả năng để giải thích. Nhưng mà ngài giống như ở trong câu ca dao của Việt Nam nói: cho dù người ta nói ngả nói nghiêng thì mình luôn vững như kiềng ba chân. Tôi tin ngài là Đức Kitô. Tại sao là Đức Kitô? Tôi chưa hiểu, nhưng mà từ từ tôi sẽ hiểu. Cho nên giữa bao nhiêu vị thần sang trọng mà Thánh Phêrô vẫn nhìn thấy Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc cái đời sống đức tin của mình nó bị chao đảo, mình cảm thấy lạc lõng ở giữa những người chung quanh. Có những lúc mình không thể giải thích được và mình có khuynh hướng muốn chiều theo cái lý luận của những người mạnh. Ví dụ, anh chị em đã từng nghe, có một thời mà tôi đi đến đâu, tôi cũng nghe người ta nói không có Thiên Chúa nào hết. Con người không phải do Thiên Chúa dựng nên, mà con người từ khỉ mà ra. Anh chị em nghe câu đó chưa? Có nghe chưa? Con người bởi khỉ mà ra. Và lúc đó tôi thấy có nhiều người tín hữu chao đảo. Hồi tôi còn làm thầy thôi, làm chủng sinh thôi, mà có nhiều người giáo dân hỏi tôi: thầy, không lý mình từ khỉ mà ra thầy? Thì tôi mới cười cười, tôi hỏi: anh em có tin không? Anh em có tin mình là bởi khỉ mà ra không? Làm sao được thầy, mình khác khỉ khác mà. Nhưng mà giải thích không được, bởi vì người ta cứ nói theo cái định luật tiến hóa của Darwin thì chứng minh là con người bởi khỉ mà ra. Và nếu gọi là một định luật thì tất cả nó phản ứng theo cái quy luật của nó. Ví dụ, khi người ta nói về cái định luật hấp dẫn của Newton, tức là tất cả mọi vật đều bị cái sức hút của cỏ đất nó hút xuống đất, nó là cái luật hấp dẫn. Cho nên anh chị em cầm cái dép, anh chị em quăng lên trên cao, thì cái sức của anh em quăng lên cao đến mấy thì nó hết đà, nó cũng rơi xuống đất, bởi vì nó bị cái định luật hấp dẫn chi phối. Hoặc là cái định luật Pavlov, khi mà người ta đói thì ngửi thấy cái mùi thức ăn thì cái phản xạ tự nhiên là cái bao tử nó tiết ra dịch vị, đúng không? Trên người ta thí nghiệm bằng cách người ta cắt cái cuống bao tử của một con chó, người ta đưa cái ống nó lòi ra ngoài và người ta cho nó ngửi cái mùi thức ăn thì tự động cái dịch vị trong bao tử nó tiết ra, nó gọi là định luật. Thế nhưng mà sau một thời gian người ta bình thản lại, người ta suy nghĩ cái Darwin nó có phải là một định luật không? Nếu nó là một định luật thì tất cả những con khỉ sẽ tiến hóa thành con người. Nhưng mà mình thấy con người có cả mấy trăm triệu năm nay rồi mà khỉ vẫn là khỉ và người vẫn là người. Cho nên người ta mới bắt đầu người ta lý giải, bởi vì Darwin là một nhà khảo cổ và là nhà sinh vật. Trong khi ông ta đào bới tìm thấy xác của những con vật, ông ta sắp xếp lại và ông ta thấy có những điểm tương ứng và điểm khác biệt giữa con vật này với con vật khác. Và ông đặt ra một cái giả thuyết: như vậy con người có phải là từ Thiên Chúa tạo ra từ ngay ban đầu không? Hay là con người là một bước tiến hóa từ những con vật cấp thấp lên tới con vật cấp cao, và cao nhất là con người?
Và người ta hiểu đây chỉ là một giả thuyết, chứ không phải là một định luật. Nó có những điểm tương đồng, nhưng không phải con người từ nơi khỉ mà ra. Anh chị em thấy, khi anh chị em sống ở trong một cái bối cảnh mà chung quanh anh chị em đều nghĩ con người bởi khỉ mà ra, thì chúng ta thật khó để mà cưỡng lại, thật khó để mà xác tín niềm tin vào Thiên Chúa. Thế thì cái thái độ của Thánh Phêrô đó là dẫu cho tôi chưa đủ cái khả năng để giải thích tại sao người ta nói như thế, nhưng tôi luôn luôn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trên trong đời sống đức tin của người Kitô giáo, anh chị em thấy có những lúc ở trong đời sống của mình, cái đức tin nó có thể giúp cho anh hiểu được cái lý do tại sao xảy ra việc này, tại sao xảy ra việc kia. Nhưng mà có những lúc anh chị em không thể lý giải được. Thế thì mình là người Kitô hữu thì mình phải có một cái lập trường rõ ràng. Tôi không giải thích được, nhưng Chúa Thánh Thần giải thích qua giáo hội. Và qua sự hướng dẫn của giáo hội mà tôi luôn tin chắc vào Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên tôi và cho con của Ngài xuống thế làm người cứu chuộc tôi. Tôi tin vào Thiên Chúa là Đấng làm cho tôi sống xứng đáng như là con cái của Ngài. Cho nên vì thế, cái vai trò của giáo hội trong đời sống của người tín hữu rất là quan trọng. Chính giáo hội giúp cho chúng ta hiểu được cái điều Chúa dạy chúng ta, giúp chúng ta hiểu cái điều chúng ta cần phải làm. Và những điều mà chúng ta chưa hiểu được thì giáo hội tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Chính vì cái vai trò của giáo hội quan trọng mà anh chị em thấy, nếu cái nơi nào mà có nhà thờ, nơi nào mà có cử hành thánh lễ, cử hành các buổi đọc kinh cầu nguyện, thì anh chị em quy tụ lại. Và nhờ sự hiệp thông quy tụ mà đức tin của anh chị em được củng cố. Còn nếu mà nó không có cái địa điểm để anh chị em tục trung cầu nguyện, mỗi người tản mát mỗi nơi, mỗi người tin theo cách của mình mà không được giáo hội hướng dẫn, thì dần dần cái đức tin nó sẽ bị lệch lạc một cách nào đó. Trong lịch sử của nước Nhật, anh chị em biết vào cái thế kỷ thứ 17 thì ở Nhật họ cấm đạo nặng lắm, nặng hơn Việt Nam nhiều. Và bởi vì nước Nhật cấm đạo, trục xuất các giáo sĩ, cho nên các vị thừa sai mới đi qua tới Việt Nam vào năm 1615. Và sau đó Nhật họ trục xuất tất cả các giáo sĩ ngoại quốc, còn những người công giáo ở Nhật họ tàn sát một cách khủng khiếp. Cho nên vì thế có nhiều nơi không còn nhà thờ, không còn đời sống đạo, không còn sinh hoạt phụng vụ. Thì mấy mươi năm sau, có một vị thừa sai ngoại quốc, khi mà cái luật bắt đạo nó không còn, thì vị thừa sai trở lại nước Nhật để đi giảng đạo. Thì Ngài giảng về Chúa Giêsu, giảng về Thiên Chúa ở trong một cái làng. Ngài giảng một thời gian, một tuần, hai tuần. Rồi hôm đó, làng họ họp lại. Họ mời cái ông thừa sai đến. Thì cái ông trưởng làng, ông mới hỏi: ông có tin một Chúa ba ngôi không? Thì ông này, ông nói: có chứ, tôi tin chứ, tôi là người công giáo mà. Rồi ông già làng hỏi câu thứ hai: ông có tin Đức Mẹ Maria đồng trinh trọn đời không? Ông nói: có chứ, tôi là người công giáo mà. Và ông này hỏi câu thứ ba: ông có vâng lời Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô không? Thì ông này: có chứ, tôi là người công giáo. Thì ông già nói: sao? Thì chúng tôi cũng là người công giáo đấy, chúng tôi cũng tin như ông.
thì vị thừa sai hỏi: Ủa, các ông là người Công giáo mà không thấy các ông quy tụ để đọc kinh ngày Chúa Nhật, không thấy có cái nơi để thờ phượng? Thì ông già làng nói sao? Qua cái thời gian bắt hại khủng khiếp, nhà thờ chúng tôi bị đập hết rồi, đâu có còn chỗ nào để quy tụ, nhưng chúng tôi âm thầm vẫn giữ đạo ở trong gia đình. Và khi sinh con, chúng tôi vẫn rửa tội cho con và vẫn dạy cho con những điều cần thiết để sống đức tin Công giáo. Cho nên anh chị em thấy cái đức tin của người Công giáo mình có những lúc nó rất là mạnh mẽ khi chúng ta quy tụ, khi chúng ta được nâng đỡ. Nhưng mà có những lúc mình không thấy. Nó giống như là một cơn bão nó tràn qua, cây cối bị bẻ gãy hết, nhìn vào cái cánh rừng tan hoang không còn gì. Mình cứ tưởng là cánh rừng đó không còn sức sống, không còn cây. Thế nhưng dần dần khi cơn bão qua đi, bình yên trở lại, thì những ngọn cỏ nó rạp xuống đất, bắt đầu nó trỗi dậy và nó tiếp tục phát triển. Những cây cao nó bị gãy đổ thì nó sẽ tiếp tục mọc lên cây con và nó tiếp tục phát triển. Cho nên khi nhìn lại cái lịch sử đời sống ở tại giáo họ Vạc chúng ta phải cảm ơn Chúa là qua bao nhiêu cái thử thách khó khăn, có những lúc tưởng chừng như họ Vạc xóa sổ, nhưng anh chị em vẫn kiên trì sống đức tin của mình. Và đồng thời những vị hữu trách trong giáo hội luôn luôn quan tâm và tạo những điều kiện tốt đẹp cho anh em. Trên ở đây có cha già Hưng, cha Cố Hưng. Hả? Anh chị em biết cha Cố Hưng không? Ở đây có ai không biết cha Cố Hưng không? Khi Ngài làm cha sở ở Kế Sách, thì Ngài vừa chăm sóc cho Anton, Phêrô, Matthew, cho các cái giáo họ và ngay cả Vạc, một cái giáo họ gần như là xóa sổ, thì Ngài cũng tìm cách làm thế nào để xây dựng lại một cái nơi để anh chị em có chỗ đọc kinh cầu nguyện. Và với thời gian cái ngôi nhà nguyện nó xuống cấp, thì đến thời của cha Tổng Đại Diện, anh chị em có biết cha Tổng Đại Diện là ai không? Biết không? Tới thời của cha Tổng Đại Diện làm quản sứ ở Sách, Ngài lại tiếp tục cái công việc xây dựng lại cái ngôi thánh đường nó khang trang, đẹp đẽ hơn. Để làm gì? Để anh chị em có một nơi quy tụ, để chúng ta cử hành phụng vụ, chúng ta sống tinh thần hiệp thông trong giáo hội, chúng ta được lắng nghe lời Chúa, nghe lời của giáo hội, để chúng ta sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ hơn. Và bây giờ đến cha sở mới, một cha sở còn trẻ nhưng mà rất nhiệt tâm trong việc tông đồ, yêu thương, tôn trọng và xây dựng đời sống đức tin của anh chị em. Tôi nghĩ với những điều Chúa ban cho đó, cộng với tấm lòng đạo, lòng tin của anh chị em, thì Chúa sẽ tiếp tục chúc lành cho giáo họ Vạc, cho tất cả mọi người tín hữu trong giáo họ này. Và qua anh chị em, Chúa chúc lành cho cái xã hội, những người bên lương sống chung quanh anh chị em nữa. Bởi vì chúng ta là những người con cái của Chúa, và chúng ta được Chúa dạy dỗ để yêu thương anh em như chính mình. Chúng ta xây dựng một đời sống đạo tốt đẹp và một xã hội công bằng, yêu thương nhau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.